rõ rõ chuyện. Vừa gặp hồ âm y bể yên sóng lặng chiều bánh thầm nình truy tặng phong phong công nghi cơ diệu quả minh minh chứng liệt trung ngã tít tít tăng tung giảm kim phùng hoàng phân cận thành chúa tiên trung vương con
tôn quan tuần thực ngân đích chung quân giảm 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 tháng hai đảm nhật nhật đi sinh sinh ngô thần hai mươi năm tháng năm hiền hòa dân dân xin ông mở lượng hải
con nguyện một lòng lòng chi kinh, sinh lễ nghi chẳng tình với ai, xin ông giáng phúc trừ tai cho con được chữ lộc lộc tài công công danh. Năm năm con nguyện trung thành tứ phủ, trước hội đồng văn văn vũ ba quan, căn căn cao mở phủ tôn nhang, khi làm tôi thanh chẳng tham giàu nghèo. Sáu con nguyện tu theo tiên giáo, ông khai tâm học đạo vô linh, khai cho được trí thông thông minh, xa cho song nhân được tinh tinh được tường. Bảy con nguyện đèn hương dâng tiến nam, cúi xin ông thương đến đồng đồng xa, ai mà nhầm nhầm lỗi truyền tha đồ cho gia chủ chữ bình hoa đời đời. Tám con nguyện theo thầy mang thế, ông lai nhập cứu khổ độ mê, xin ông lấy nước thoại để tắm cho họ quên mọi bề thanh. Chín con nguyện được thông thông đường tổ miếu, bài ông về khai chữ chữ thân nguyện, cho bà cô ông anh hộ tiên điện thoát đường trần tục đường lên trang đài. Mười con nguyện tiền tài không tiến, nên kiếp này có giá trị đâu, họ nguyện con quỳ gối dập đầu, ban chiều sẽ bóng được theo hầu tôn quang. Trên thiên đình con đã xa số, nay quan còn đổi số cho mà đàn trai vẫn anh châu thôi lại trở ra đi, cứ tương cổ lên châu thường thiên sơn ra hồi cung. Bát Hải Đồng Đình con vua, Bát Hải Đồng Đình tôn quan yêu thức anh linh.